máy bay độc đáo của quân đội Hoa Kỳ không bao giờ có cơ hội bay. Đôi khi máy bay thiết kế quá tuyệt vời để phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, lại có nhiều lý do khiến cho một số máy bay không được đưa vào sử dụng. Có những lý do rất đơn giản, ngân sách bị cắt giảm. Năm chiếc máy bay sau đây sẽ có những hữu ích thực sự khi trở thành những chiếc máy bay nổi bật nhưng vì thiếu một số may mắn, những loại máy bay này không có cơ hội phát triển. AH-56 Cheyenne. Quân đội Hoa Kỳ có một số máy bay trong giai đoạn sau chiến tranh Việt Nam. Trực thăng tấn công Cobra đã thành công vang dội ở Việt Nam và lục quân Hoa Kỳ muốn theo đuổi một thứ gì đó có thể sống sót hơn và phù hợp với một cuộc chiến tiềm năng với Liên Xô. AH-56 Cheyenne ra đời do yêu cầu của quân đội Mỹ cần một loại trực thăng chiến đấu tốc độ cao, động cơ nhanh trên chiến trường. Dự án này được khởi nguồn vào thập niên năm 1960. Cheyenne là một loại máy bay trực thăng hỗn hợp, có tốc độ cực nhanh, hơn 200 hải lý một giờ. Nó không những có một mà là hai khẩu pháo. eh AH 56 Cheyenne được thiết kế buồn lái hai chỗ ngồi cho phi công và sĩ quan điều khiển hỏa lực. Ghế của xã thủ quay chung quanh để giữ mục tiêu. Thậm chí còn có một liên kết dữ liệu thô sơ. Đây là vào những năm 1960, để truyền thông tin phát hiện đến các đội pháo binh. Có khả năng đến mức không quân nghĩ rằng nó có thể vi phạm hiệp định Key West quy định máy bay tấn công của quân đội sau chiến tranh. Nhưng cuối cùng, một vụ tai nạn trong quá trình bay thử nghiệm cộng với chi phí tăng cao khiến cho Cheyenne kết thúc. RAH-66 Một chiếc trực thăng khác nổi tiếng hơn Cheyenne là một kỳ quan kỹ nghệ thuộc một loại khác hai nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Mỹ là Boeing và Sikorsky đã bắt tay hợp tác cùng nhau để tạo ra mẫu thử nghiệm mang tên RAH-66 Comanche. RAH-66 là dòng trực thăng được thiết kế kỳ lạ nhằm tăng khả năng tàng hình. Chúng cũng là dòng trực thăng có độ ồn hoạt động êm nhất trên thế giới. Ngoài khả năng hoạt động êm ái, khả năng tán sóng radar cực tốt, có thể đánh lén đối phương và thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát trên không cũng như chỉ định mục tiêu cho Apache. ARH 66 Comanche được trang bị một đại pháo XM301 20 mm bố trí ở dưới mũi, hai khoang vũ khí bên trong thân có thể mang theo 6 hỏa tiễn chống xe tăng AGM 114 Hellfire hoặc 12 hỏa tiễn phòng không tầm thấp AIM 92 Stinger. Ngoài ra còn có thể mang thêm 4 hỏa tiễn AGM-114 hoặc 8 hỏa tiễn AIM-92 ở hai cánh phụ bên hông. Những đặc tính kỹ thuật của RAH-66 Comanche khiến cho nó xứng đáng là một trực thăng trinh sát tấn công tối tân nhất thế giới và gần như không đối thủ. Giới quan sát đánh giá, đây vẫn là dòng trực thăng mạnh nhất vào thời điểm đó. Tuy nhiên, do giá thành quá cao, khiến cho chúng không bao giờ được sản xuất. Một ước tính cho biết rằng nếu Comanche đi vào hoạt động, nó sẽ mất tới 80% ngân sách hàng không của quân đội. F20 Tiger Shark Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể mua một chiếc máy bay có hiệu suất như F16 với giá rẻ hơn 20% và dễ bảo trì hơn? Thêm vào đó thì máy bay này có thể bắn hỏa tiễn dẫn đường bằng radar điều mà F-16 thời điểm đó không thể làm được. F-20 ban đầu dự định mang tên F-5G, cải tiến đáng kể nhất của nó là thay thế động cơ General Electric J-85 của F-5 bằng một động cơ thuộc bộ phản lực General Electric F-404 để gia tăng lực đẩy toàn phần trên 60%, giúp nâng tốc độ tối đa vào tầm hoạt động. Đó là máy bay F-20 Tiger Shark dựa trên khung máy bay F-5 thành công với động cơ J-79 mạnh hơn và hệ thống điện tử hàng không được cải tiến. Northrop chế tạo Tiger Shark chủ yếu để bán xuất khẩu, nghĩ rằng nó sẽ phù hợp cho nhiều lực lượng không quân đã bay loại F-5 cực kỳ thành công. Thật không may, ngay cả khi được phi công jagger tán thành, sự thiếu nhiệt tình với chiếc máy bay từ chương trình bán quân sự cho nước ngoài cộng với thực tế là không có dịch vụ nào của Mỹ sử dụng F-20 đã chấm dứt mọi hy vọng. Northrop đã chấm dứt sau khi chi 1.2 tỷ Mỹ Kim tiền riêng cho chương trình. XFX-43 Crusader 3 FX Crusader là một máy bay không chiến nổi tiếng trong thời gian đầu của chiến tranh Việt Nam. Khi cuộc xung đột này xảy ra trên bầu trời miền Bắc Việt Nam, chính là những chiếc Crusader của hải quân đầu tiên Đối với MiG không quân Bắc Việt vào tháng 8 năm 1965, có một câu nói khi không có FX, có nghĩa là không có máy bay chiến đấu. Một phần của điều này là do FX không sử dụng một hoặc là hai mà là bốn khẩu pháo 20 mm. Crusader 3 được thiết kế để kế nhiệm FX, bổ sung thêm tốc độ more 2 3 và tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng 0.97 vào khả năng động cơ vốn đã rất nổi bật. Tuy nhiên, Crusader 3 chỉ tốt một thứ, nhưng F4 hoạt động khá tốt ở nhiều thứ. F4 đã trở thành một máy bay đa nhiệm vụ, phục vụ trong một số cuộc xung đột, khiến cho Crusader 3 bị lãng quên. XB-70 Valkyrie là máy bay thả bom lớn nhất và nhanh nhất trong lịch sử không quân Mỹ, và chỉ có hai chiếc được sản xuất. Valkyrie có thể hành trình với tốc độ Mach 3 ở độ cao là 70.000 feet trong thời gian dài. Với tốc độ như vậy, người ta cho rằng nó có thể nằm ngoài tầm bắn vào thời điểm mà các máy bay đánh chặn của đối phương có thể tung ra nhưng ít có thể bắt kịp nó. Đây dường như là một lý thuyết tuyệt vời vào năm 1955, khi yêu cầu được phát triển. Nhưng ngay cả đến năm 1959, lực lượng không quân đã nhận ra rằng các hỏa tiễn đất đối không mới của Liên Xô đã khiến cho ý tưởng về một máy bay thả bom tầm cao trở nên lỗi thời. Máy bay thả bom cần phải bay thấp để tránh phát hiện và ở độ cao thấp, XB70 hầu như không nhanh hơn B-52 và mang ít bom hơn. Valkyrie XB70 không bao giờ được sản xuất thêm và hiện nay chỉ còn một chiếc trên thế giới được trưng bày tại viện bảo tàng Không quân ở Dayton, Ohio. Năm 1961, tổng thống Mỹ John F. Kennedy đã loại bỏ XP-70 nhưng chúng vẫn tiếp tục hoạt động cho mục đích nghiên cứu cho đến tháng 2 năm 1969.